hay khóc như những vùng ngã, hay khóc như mình đã lớn. Hỡi những đứa trẻ hiên ngang, hay khóc như những vùng ngã, hay khóc như những vùng ngã, hay khóc như mình sẽ đứng lên lại. Những người tuổi trẻ tay cao, hôm nay bạn sẽ muốn nói gì? Sống cứ chơi hết đam mê. Những người tuổi trẻ tay cao, hôm nay bạn sẽ muốn nói gì? Đã quyết cho nên nghi ngại. Sau khi biết được chuyện thầy Việt có con học tại chính ngôi trường La La nhưng lại giấu kín, Khiết Bằng rất tò mò và bí mật mà thầy Việt đang che đậy nên đã theo dõi ông thầy này. Như vậy, Khiết Bằng đã chứng kiến cảnh thầy Việt và Khánh Linh trao đổi về chiếc USB, trong đó có chứa bài nhạc độc quyền để nhóm B336 dạy thi đấu với trường Mimi. Điều bất ngờ là Mon cũng đã chứng kiến cuộc trao đổi này. Mon sẽ quyết định như thế nào đây? Che giấu sự thật giúp người yêu của mình, hãy vạch trần tất cả để bảo vệ nhóm B336. Mời các bạn đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim nha. Chuyện này tôi... Vậy còn chuyện USB thì sao? Linh sẽ giải thích sao đây? Sao không biết chuyện đó? Thích đi. Giải thích làm gì nữa? Nếu mọi chuyện đã quá rõ ràng như vậy rồi. Tôi đã làm hết đó. Tại sao? Tại sao Linh làm như vậy? Dù sao cũng không còn gì để giấu. Tôi sẽ nói cho ông nghe hết. Từ ngày mà tôi chuyển vào La La, mọi chuyện đều theo kế hoạch của tôi. Từ việc Hana phá hoại chuyện tình cảm của Việt Thi và Winner, cho tới việc ép Gina rời nhóm, đều là do tôi làm. Mục đích của tôi là để phá nát cái nhóm của mấy người. Nhưng mà tôi có làm gì Linh đâu. Tại sao làm như vậy? Đúng là mấy người không làm gì tôi, nhưng mà mấy người đã học sai trường rồi. Nếu mấy người không học ở La La, mọi chuyện đã khác. Vậy còn chuyện tình cảm của tôi và Linh đều là giả hả? Đúng, tất cả chỉ là giả. Còn của tôi thì là thật. Thôi, không sao đâu. Đúng rồi á. Mọi người ơi, tôi có chuyện muốn nói với mọi người. Tôi xin lỗi mọi người nha. Khoảng thời gian vừa rồi tôi làm nhiều chuyện gây khó khăn với lại ảnh hưởng mọi người, nhưng mà tôi cũng hối hận lắm rồi. Mà tôi cũng không có muốn mọi chuyện nó diễn ra như vậy. Cho nên là... Tôi biết rồi. Winner kể cho tôi nghe hết rồi. Không sao đâu. Tính ra thì tất cả cũng không phải lỗi của bà hết. Tôi nghĩ là tôi sẽ tha lỗi cho bà lần này, nhưng mà bà đừng có tái phạm lần sau nữa nha. Một lần là đủ với tôi quá rồi. Cái lúc mà bỏ trường đi á, tôi sang trường mới không có ai chơi hết á, không có ai nói chuyện luôn. Tôi giống như là một con tự kỷ vậy á. Đúng rồi đó, đi học ấy thì còn có bạn bè mà chơi này, lại còn có Kenji để trêu ghẹo nữa chứ. Trời ơi, vui phải biết. Ê, sao lúc nào mọi người cũng lôi tôi ra làm trò đùa hết vậy? À, thiệt thôi. Ủa, Mon, ông bị sao vậy? Ông ấy có chuyện buồn về tình cảm.
chuyện của Khánh Linh đúng không? Ừ, đúng rồi đó. Tụi tôi khuyên ổng sáng giờ mà ổng cứ sủi lơ vậy á, có khi là phải nhờ tới chị Gina á. À đúng rồi, mình còn việc phải làm, không để có người buồn như này được. Thôi, tôi có việc rồi, tôi đi trước nhá. Ê Món. Ê. Ủa? Là sao? Tụi nó biết. Gina. Gina. Làm gì mà chạy như ma đuổi vậy? Tôi đi tìm bà nãy giờ ấy, chạy hết cái khu này mới thấy bà. Tìm tôi có chuyện gì? Vô lại nhóm đi. Không, tôi vô lại cũng đâu có ích gì đâu. Tôi đã nói rồi, nhà tôi có công chuyện, tôi không thể nào mà vừa đi học vừa đi nhảy với mọi người nữa đâu. Vinh đã kể hết chuyện tôi nghe rồi. Bà không cần vì chuyện tình cảm của tôi mà hy sinh nhiều như vậy đâu. Tôi không xứng đáng với điều đó. Tôi xin lỗi bà vì nhiều điều. Xin lỗi vì đã hiểu lầm bà bấy lâu nay. Ông với Khánh Linh... Chuyện của tôi với Khánh Linh bây giờ không còn gì cả. Giờ thì tôi đã hiểu rồi. Khánh Linh vô nhóm cũng chỉ là muốn tiếp cận, có ý đồ xấu muốn tách nhóm mình ra thôi. Cũng là người đã xúi Hana phá hoại chuyện của Winner Việt Thi. Và cũng là người đã gây ra mọi hiểu lầm để ép bà rời nhóm. Nếu mọi chuyện đã được giải quyết thì tốt. Vậy bà quay lại nhóm nha. Tôi thật sự rất là nhớ những khoảnh khắc chúng ta tập với nhau. Không nhớ tôi. Không chỉ là tôi nhớ đâu, mà là mọi người cũng rất nhớ Gina nữa. Tôi vừa mới trải qua chuyện với Khánh Linh, giờ không tiện mở lòng với ai hết. Bà... Tôi đồng ý. Tôi sẽ quay về nhóm. Thật không? Nhớ giữ lời nha. Ừ, nó xạo làm gì. Vậy thì hay quá rồi. Tại sao có chuyện vậy chứ? Ủa, có chuyện gì mà anh gọi tôi lên đây cho anh Cường? Tại sao? Tại sao ông làm chuyện tệ hại vậy chứ? Hả? Ủa, anh nói gì mà tôi không hiểu gì hết trơn vậy? Không hiểu hả? Thầy Hiệu Phó. À không, ông Việt, ba của Khánh Linh. Ông đừng có diễn nữa. Tại sao vậy? Khánh Linh là con của ông, mà tại sao ông lại giấu giếm? Là bởi vì con Khánh Linh nó không muốn cho ai biết ba của nó là hiệu phó. Đâu có gì đâu. Ông đừng có nói dối. Ông cố tình cài Khánh Linh vô trường này là để chia rẽ học sinh của chúng tôi. Ông muốn cái gì? Ba. Con. Trong đây có chứa bản nhạc mà anh Seven sáng tác cho nhóm. Con gái ba làm tốt lắm. Được rồi, mọi chuyện để ba xử lý cho. Bây giờ con về liền đi, chứ để người ta phát giác là mọi chuyện hỏng hết. Nếu các người muốn biết á, thì để tôi nói cho mà biết. Tôi muốn phá hủy cái trường này đó. Tại sao? Tại sao muốn phá hủy trường La La tôi hả? Tại sao? Đúng ra tôi muốn cho ông thân bại danh liệt. Bởi vì ông bất nhân thì ông đừng có trách tôi tại sao phải bất nghĩa. Tôi đưa con gái tôi vào trường là muốn chia rẽ nội bộ học sinh của ông. Và tôi còn làm nhiều chuyện khác nữa kìa. Vậy là những chuyện xảy ra vừa rồi tất cả là do ông làm hả? Đúng, là do tôi. Các cổ đông rút vốn là do tôi kích động họ đó. Học sinh yêu giáo viên trong trường là do tôi tung tin ra ngoài. Chưa có hết đâu ông Cường.
Tôi gài con gái tôi vào trường, không chỉ có mình nó mà còn có thầy Mạnh giám thị nữa kìa, để mà sách động giáo viên thôi việc. Ông hiểu chưa? Còn tụi côn đồ mà tới trường hành hung giáo viên và học sinh là do tôi sắp đặt. Tụi tôi bị gọi danh hồi chặt đánh. Bọn chúng nói á, thầy hiệu trưởng thiếu tiền bọn chúng nên tụi tôi đánh đập tôi thế này nè. Bây giờ anh em tụi tôi vì tình vì nghĩa ở lại cái trường này giảng vậy, mà cái chuyện riêng của thầy bây giờ đe dọa ảnh hưởng tính mạng của anh em tụi tôi. Bây giờ thầy mấy thầy làm ơn bây giờ giải quyết làm sao đi, chứ bây giờ vậy sao anh em tôi dạy được. Chưa hết, học sinh tự ý ra ngoài thi giải để bán độ là tôi thông tin ra ngoài. Tôi muốn phá nát cái trường La La này, ông hiểu chưa? Tại sao tin tưởng ông như vậy mà ông phá hoại trường La La tôi chứ hả? Tôi muốn cho ông biết thế nào là mất hết tất cả, vì ngày xưa ông đã từng đối xử với tôi như vậy mà. Ngày xưa ba, chuyện này là như thế nào vậy ba? Ông không nhớ thì để tôi nhắc cho ông nhớ. Tôi nói cho cô biết, cái người cha mà cô đang tôn thờ đó chỉ là một kẻ hám lợi. Khi tốt nghiệp, hai người đã mở công ty ra làm ăn chung. Lúc đó công ty phát triển rất là tốt. Tôi mới hợp tác với nước Pháp để mà mở rộng công ty. Do dự án quá lớn cho nên thiếu vốn, tôi phải chạy dại khắp nơi để mà mượn tiền. Trong khi đó, cha của cô lại trở quẻ rút hết tất cả tiền ở trong công ty, nói là công ty không an toàn. Lúc đó tôi đã hết sức. Ông nghe tôi nói tiếp. Tôi thất bại, công ty phá sản, nợ nần chồng chất. Lúc ấy vợ tôi mới vừa sanh, nghe tin này bà ấy đau lòng mà tự tử chết đi, để lại cho tôi một đứa con hơn một tháng tuổi. Cha của cô đem tiền đi hùng với người khác mở ra cái trường La La này. Tôi hỏi cô, tôi hỏi ông, là ai, là tại ai? Lúc đó tôi có sức khuyên can anh là công ty chúng ta chưa đủ sức để phát triển nước ngoài, nhưng anh vẫn không nghe, khăng khăng quyết định làm đến cùng mà. Chính ông đã hủy hoại hoài bão lớn nhất của đời tôi. Ông đã làm cho gia đình tôi tan nát. Đúng là tại tôi, tại tôi tất cả. Tôi xin lỗi anh, tôi đã bỏ anh ở lại một mình. Nhưng mà lúc đó tôi hết sức khuyên can anh nên dừng lại đi, dừng lại trước khi quá muộn. Nhưng cương quyết không nghe. Tôi ngờ anh cố chấp lên như vậy. Tôi thành thật xin lỗi anh. Xin lỗi? Ông thấy hai tiếng xin lỗi bây giờ có trễ lắm hay không ông Cường? Từ ngày vợ tôi mất, tôi thề trước vong linh của bà ấy là tôi quyết trả thù. Tôi sẽ cho ông thân bại danh liệt. Cho dù á, ba con có thân bại danh liệt thì chú cũng không thể đánh bại trường La La này đâu. Tôi nói cho cô biết, cho dù cho cô có đầu tư tiền vô để mà giật dậy cái trường La La này cũng không mua được danh dự của trường La La đâu. Rồi đây La La sẽ chết dưới tay của Mimi kìa. Mimi, chuyện này có liên quan tới Mimi. Quên. Tôi quên cho mấy người biết, chính tôi là người sáng lập ra Mimi. Mimi xuất hiện trong lúc La La thất bại là do tôi sắp đặt. Tôi sẽ khiến cho các người nếm được cái mùi thân bại danh liệt là như thế nào.
thớ triêu mà. Đúng là quả báo mà. Ba, trong lúc này mình không nên chấp ngã như vậy. Mình phải đứng lên. Điều quan trọng bây giờ là phải để tụi nhỏ thắng cuộc thi này. Và mình sẽ lấy lại danh dự cho La La. Còn không để cho ông ta đắc ý đâu. Một tà, hai tà, ba và bốn. À, dạ. Dạ, dạ, dạ. Em mệt quá à. Hay anh cho tụi em nghỉ xíu đi. Thôi được rồi, mọi người nghỉ tí đi. Trời ơi, mệt quá. Trời ơi. Thằng tập hit lười biếng nhiều lắm. Trời ơi, em cũng tập giống mọi người bình thường mà. Mà do mấy bữa nay tập cường độ nhiều quá thôi. Nhưng mà em đói quá. Hay là mình đi ăn gì đi. Thôi tập đi ăn cái gì mà. Nói có sai đâu hay chưa. Chưa tập được bao nhiêu, bụng kêu rụp rụp nào nghĩ đến ăn. Sao? Ăn hả? Ờ. Ăn gì đặt nè. Hay là ăn gà rán đi anh. Ồ, cũng được á. Gà rán phải không? Ờ. Hỏi cần kêu. Ủa, cái đồ ăn rồi nè. Wow, chị Kiên Quân. Trời ơi, chị là vị shipper của đời em. Nước thôi nha. Sao cô tới đây? Tôi tới đây thăm bọn nhỏ, xem tụi em tập đến đâu rồi. Chị Khiết Văn yên tâm đi, chắc chắn ngày mai thể nào cũng thắng à. Đúng rồi, đúng rồi mày. Đúng, lần này chắc chắn mình phải thắng. Đừng để cho họ qua mặt tụi mình. Ý chị là sao? Họ. Cô nói họ là ai? Đúng như chúng ta dự đoán. Ông Việt, ba của Khánh Linh, chính là chủ mưu đứng sau tất cả mọi chuyện phiền phức xảy ra gần đây của trường La La. Ông cũng chính là hiệu trưởng của trường Mi Mi. Và điều đặc biệt là nếu như ngày mai chúng ta thua thì chúng ta sẽ mất hết tất cả. Chú Khiêm có giúp tụi mình đi nữa thì trường La La cũng không tồn tại được lâu đâu. Tất cả ở đây chỉ là một cái bẫy. Gì ghê vậy? Trời ơi, càng ngày em thấy gánh nặng trên vai em càng nặng luôn á. Cuộc thi ngày mai phải chiến thắng. Ừ. Nhất định phải chiến thắng. Ừ. Đúng vậy. Lần này chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng thôi. Vậy thì bây giờ tụi mình vô tập đi. Ừ, để cố gắng như ngày mai đi chứ. Yeah. Ê, chưa ăn gà mà. Tập đi, mai thắng đi, anh dẫn em đi ăn thoải mái. Chị cũng vậy, nếu như các em thắng thì chị sẽ đãi tất cả các em một chầu rất là non nê. Vậy còn anh Lâm thì sao chị? Tất nhiên là được rồi, bởi vì ảnh là thầy của tụi em mà. Thôi ra tập đi mọi người, đi, đi, đi. Lại nha. 5, 6, 7, đi. 1 tạ, 2 tạ, 3 và 4. Kiểm gì cho nhiều em run chứ vậy? Không biết sao chứ em hay em run quá à. Thế mà hôm qua có đứa nào kêu là hôm nay nấp ao đối thủ. Hôm nay run run cầm cập. Nhưng mà em vẫn cứ thấy run sao á. À. Buồn, không run hả? À, thì cũng hơi lo lắng. Nhưng mà cũng không đến nỗi run như thế. Có phải là nhóm tụi mình lần đầu tiên đi thi đấu đâu, đúng không? Đúng nhẹ. Rồi. Em cứ coi như là đây cuộc thi bình thường. Đúng. Nói chung là hãy cứ kiểu, hay gọi là nhảy hết mình. Thoải mái. Đúng rồi. Rồi. Dẹp hết ban giám khảo. Ê, nói gì vui vậy? Có gì đâu. Nói gì mà nói dữ vậy luôn á. Có gì nói. Giờ rảnh rồi thì khởi động đi cho nóng người. Khởi động giờ. Ừ, đúng rồi đó, ra khởi động thôi. Nóng rồi đó, nhưng mà chưa khởi động thôi. Khởi động thôi mà. Đúng rồi, động đi. Mọi người ơi, ra tổng duyệt chắc nhạc lại lần cuối. À, cuộc thi sắp bắt đầu rồi đó. Dạ. Mọi người đi. Cảm ơn ạ. Đi. Đi thôi. Đi. Tôi nhất định không để La La bại với tao ông đâu. Ông không thắng nổi được tôi đâu. Chúc ông may mắn lần sau đó. Giờ thi đấu bắt đầu rồi. Vào đi. Vào để coi bọn trẻ của ông thất bại ê chề như thế nào. Không biết lượng sức hả? Rồi sẽ phải trả giá đó. Ô cha cha. Phê. Mệt quá. Trời ơi, phải công nhận là trời tổng duyệt lần cuối là em sung sức, tự tin rồi. À. Không biết tiếng hội còn sức để thi không thôi. Trời
Trời ơi, vậy mà hồi nãy còn mạnh miệng lắm kìa. Ghê lắm kìa. Thôi xàm quá, uống nước đi mọi người. Cheers. 1, 2, 3. Yeah, ok. Xin chào tất cả các bạn đã đến tham dự trận đấu lịch sử ngày hôm nay giữa hai ngôi trường nghệ thuật danh giá Mimi và La La School. Trên sân khấu của chúng ta bây giờ chính là hai đại diện đến từ Mimi và La La School. Tôi chưa từng thấy sân khấu nào có sức nóng đến như vậy. Và trước khi bắt đầu cuộc đấu hôm nay, chúng ta hãy phỏng vấn nhẹ các thí sinh nhé. Chào em. Chào anh. Cảm giác của em bây giờ thế nào? Rất tự tin ạ, chiến thắng chắc chắn sẽ là của chúng em. Wow, rất tự tin. Chào em, còn em thì sao? Em đang thắc mắc, ai cho bọn họ dám tự tin đến trước mặt nhà vô địch mà nói như vậy chứ? Sinh ra trên đời cha mẹ cho đôi bàn chân, bước vẫn cứ bước chắc có điều gì hối hận. Đã vài lần đặt tay mẹ dành vọng với sự cuộc sống và thứ lên bàn cân, nhưng hết tôi còn sống là tôi còn viết và còn rap. Vậy tôi cũng chỉ đơn giản một công hiến như là bao con người khác, sống thật lặng lẽ, nuôi ước mơ thật nhỏ bé và mộc mạc, công hiến cho đời trong từng phâu thật chất phát ngồi làm nhạc. À, đã có lúc tôi chỉ như phải dừng lại vì bao trận đấu kia, nhưng cuối cùng chẳng còn lại gì.